thấy lòng mình đẹp và sáng sủa. Anh ơi làm việc. Cuộc chiến này sẽ chỉ có em và mình. Cố lên, cố lên. Thực sự là cũng rất là nhiều áp lực vì luôn phải coi những cái cuộc chiến này là cuộc chiến cuối cùng để thể hiện hết mình. Nhưng mà em á, anh muốn là em phải chia sẻ hết những cái em muốn làm cho anh từ đầu. Đến lúc mà rối lên á, em lại không có nhớ cái này cái kia, anh không có quán xuyến hết của em được. Em biết rồi, lần này em sẽ rút kinh nghiệm. Nhớ đó. Sĩ Thanh rất hài lòng với căn phòng này nên em vẫn rất là hạnh phúc với điều đó. Quan trọng nhất là khách hàng của mình hài lòng. Ok, nhưng mà bây giờ chị muốn em quên căn phòng này đi. Đừng có để bị nó ám ảnh và đừng có để bị nó làm cho mình xuống như vậy. Tại vì chị nhìn quan sát em, chị thấy em so với cái ngày mà đầu tiên mình làm việc nó rất là khác. Thì mình muốn cho mình phải quên đi, khởi đầu một cái hoàn toàn mới để mà chuẩn bị bước vào trận chung kết. Em phải tin tưởng rằng em là một người rất là có khả năng, rất là có nhiều ý tưởng, em là một người rất là tuyệt vời. Có điều là em chưa có quản lý được cái tổng thể chung và cái điều đó thì qua thời gian sẽ có. Hello. Đây là ông già Noel trẻ và thân ạ. Sao hôm nay anh biến hình ghê vậy? Dài nhất em từng thấy. Ơ nhưng mà ông là Noel ơi, hình như là ông có mang một túi quà. Vậy để tôi bước vào đây là Hoài Anh đã để ý thấy tôi mang theo một gói quà thật là lớn. Và đây là món quà dành cho Hoài Anh và Trung Nghĩa trong tuần này. Dạ, và em xin. Có thử thách. Hôm nay sao thử thách nó dày quá vậy? Bây giờ chúng ta sẽ khui quà. Mở ra nha. Trong này ghê quá. Trời ơi, giấy nhiều quá vậy. Rồi, các bạn hãy đọc thử thách đi. Chào mừng đến với thử thách thứ 12. Tuần này các bạn sẽ phải thiết kế toàn bộ một căn hộ nhỏ trừ phòng tắm. Căn hộ mới. Làm căn hộ, làm nhưng căn mà nguyên một căn hộ lận đó. Bạn phải chọn màu sơn trong bộ màu sắc của thế giới thuộc nhãn hiệu sơn Dulux. Mỗi bạn được chọn tối đa 4 đất nước trong bộ màu. Hãy tham khảo catalog đính kèm để biết thêm chi tiết. Ngoài ra với không khí Giáng sinh đang đến rất gần, các bạn còn phải trang trí một góc Giáng sinh trong căn hộ. Các bạn có 15 giờ, kinh phí 90 triệu và 12 giờ hỗ trợ đội thi công để hoàn thành thử thách. Hãy dùng chìa khóa để mở căn hộ mới. Thử thách bắt đầu. Được, sao phải sung lên. Dạ, thử thách sao khó hơn thử thách trước, lần này là cả căn hộ. Và bây giờ tôi phải vội vã tiếp tục đi gửi những món quà tạm biệt nghe. Sao mình đã như siêu nhân. Ôi. Rồi, có chìa khóa. Đi. Đi qua bên kia. Đây. Wow. Lại một không gian thẳng đuột. Thử thách lần này phải hoàn thành được một căn hộ với đủ các chức năng, nhưng mà chỉ trong một không gian rộng và thẳng thôi. Thì thực sự là việc bố trí, sắp xếp, tổ hợp không gian như thế nào trong một căn phòng rất là khó. Thành một căn hộ nhỏ và phải đầy đủ công năng, phải tích hợp được phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và khu vực bàn ăn. Ở đây là một cái khu vực, mình có thể là khu vực nghỉ ngơi, thư giãn hay gì đó. Làm việc, nghỉ ngơi, thư giãn gì đó ở đây. Còn bên kia là phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách sẽ liên đới với phòng, với cái khu vực ăn, sinh hoạt, rồi cái bếp ngay đó luôn. Em thích phong cách hiện đại Nhật Bản á. Những cái mảng gỗ đi với màu trắng. Em đang nghĩ tính một cái hiệu quả nào đó làm chỉ cần sản xuất một cái module thôi mà lắp được nguyên căn nhà này luôn. Nó làm ghế được, nó làm kệ được, nó làm bàn được, nó làm hành muốn salon. Muốn nó làm cái gì thì nó làm cái đó đúng không? Mình có thể chỉ cần sắp xếp cái thế đúng mà không? Nó lắp ráp như cái mảng kệ cũng là một cái hay. Em nghĩ là một cái căn hộ như thế này thì phải sử dụng đồ đạc tích hợp công năng. Thì ví dụ như là cái khu vực bếp ấy thì mình tập trung làm cho bếp, còn cái bàn ăn thì mình không cần mất tiền mua riêng một cái bàn ăn nữa. Mà ví dụ như là mình làm bếp đảo thì mình có thể tích hợp là mình làm cái mặt bàn nó lật lên được, thì nó sẽ vừa là bàn ăn ở bên ngoài luôn mà khi gập xuống thì nó vẫn gọn cái không gian đấy. Đảo qua đây là khu vực sofa hay là cái bộ bàn ghế ở trong phòng khách, rồi phần tivi các thứ ở bên này, khu vực ngủ sẽ đẩy vào bên trong. Ví dụ như em muốn chuyển là cái không gian ngoài là ở cái màu kem. Bởi vì bản thân mình rất thích Nhật Bản nên mình chọn ngay cái bộ màu của Nhật Bản. Mà mình sử dụng màu sơn nhẹ nhàng và màu xám thì không gian vừa sâu và vừa rộng. Màu kem này đi ha. Bên cạnh đó thì chị Phượng thích cái gì? Thì chị thích cái màu mà nó nhấn là một chút cam đất. Cam đi, lấy lông cam đi. Cam đất. Mà hơi đất xíu. Thì đây, cái này là đẹp nhất. Thì em đang thích hai cái tông màu ở bên nước Úc với cả Tây Ban Nha.
nó đều là tông cam cả, nhưng bên này là cam đỏ, còn bên này thì là cam hơi cam vàng ha, nhiều chất cam. Màu này nó ấm hơn, có thể dùng những cái tông nhạt thôi. Với thử thách ra tuần này, đó chính là chọn tông màu của thế giới. Và Hoài Anh đã chọn đất nước, đó là Tây Ban Nha với màu cam hồng, thể hiện sự đam mê. Biết thế, bây giờ mình đi mua sắm. Chỉ có 15 tiếng thôi anh ơi. Mình kéo đây. Thôi được rồi, đi nhanh anh. Anh lấy cái này luôn. Trời ơi. Thì thôi.